Để có tiền trả nợ ăn chơi, mua sắm, một nữ công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Tử Liêm lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 30 người. Báo điện tử Việt Nam Net loan tin, sau 2 ngày xét xử, vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Tòa án Hà Nội tuyên án chung thân bà Triệu Thị Phương Loan là cán bộ công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Tử Liêm, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bản án, do vỡ hụi và ăn chơi mua sắm, bà Loan rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, được biết, bà Loan nói dối với nhiều người mình có bố làm lái xe cho giám đốc Học viện Cảnh sát và có bác ruột là phó tổng cục trưởng Bộ Công an, nên bản thân có nhiều mối quan hệ và có thể xin việc cho người khác vào ngành công an. Vì tin tưởng, nhiều người đã tìm gặp và đặt vấn đề chạy việc. Để tạo niềm tin, sau thỏa thuận, bà Loan đều viết giấy nhận tiền và ghi rõ ngày được đi làm của người xin việc. Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2014 đến tháng 4 2015, Bà Loan đã lừa và chiếm đoạt tài sản của 33 người với tổng số tiền hơn 17.5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bà ta đã dùng để trả nợ, ăn chơi và đi mua sắm.